Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragon City, thành phố rồng luôn. Và hôm nay HNT có một cái con rồng mới khá là đáng yêu và dễ thương đây các bạn. Xem nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm chỗ ở cho chú ấy nhé. Wow, chúng ta sẽ cho chú ấy vào ở một cái nơi gọi là địa bàn của đất. Chúng ta được 300 điểm luôn các bạn. 300 điểm advance khi mà đưa cái chú này vào chỗ ở. Xem nào, và bây giờ chúng ta sẽ phải đi nuôi cái con này lên. Đây là cái chú rồng mới của mình. Đó, wow. Nên khi mà vuốt ve nó một cái thì dường như là nguyên cái người của nó bị nổ banh xác luôn các bạn à. Ầm một cái là từng mảnh được rơi ra luôn. Hai con mắt nó nhúc nhích luôn. Khá là dễ thương. Và các bạn muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng mới này thì hãy comment bên dưới video nha. HNT sẽ kiếm một cái tên nào hay hay đặt cho các bạn xem. Khi chú ấy lên level 4 rồi thì có một cái sự phát triển không hề nhẹ luôn. Đôi cánh khá là dễ thương và chú ấy ưỡn ngực lên. Ủa, rồng này nó có xương với da không? Có xương không? Không thấy da luôn các bạn ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cho chú ấy lên level 7 xem nó như thế nào nào. Wow, bây giờ thì sự khác biệt không hề nhẹ luôn. Chú ấy không biết lôi đâu ra cục xương và chú ấy giỡn với nó các bạn ơi. Wow, và các bạn muốn mình đặt tên gì cho cái con rồng này nào? Haha, mình thấy rất là tuyệt vời luôn, không biết đặt tên gì. Có thể đặt tên là xương rồng, rồng xương. Đặt tên là mình tạm thời là mình sẽ đặt tên là rồng xương nha các bạn. Còn các bạn muốn mình đổi tên gì thì hãy comment bên dưới luôn. Rồng xương, ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ ôm cái con rồng mới này đi chiến đấu cho vui nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ solo với những anh bạn gọi là cùng là level với chúng ta. Đánh 2 trận nữa là HNT sẽ được mấy viên game rồi. Và chú rồng xương của chúng ta đây rồi. Ok. Xem nào, bây giờ chúng ta sẽ đấu với một anh bạn level 47 nha mọi người. Action, cuộc chiến bắt đầu. Và bây giờ HNT sẽ gặp đội hình như thế nào đây? Chúng ta chỉ có một mình em Du Kinh Công là bảo kê tem thôi. Wow, tem bạn có một con rồng cấp H và dường như sức chiến đấu của nó với cái con vua Kinh Công là sức đam rất là căng luôn các bạn à. Nhưng khá may mắn cho chúng ta là rồng phù thủy của chúng ta lại có thể chiêu đam với cái con rồng này. Nó là dạng rồng khủng long, có hai cái sừng rất là hổ báo trường mũ giáo. Và xem đây, tuyệt chiêu của rồng phù thủy, sát thương gây ra là 16.800 điểm các bạn à. Tem bạn có cái chiêu gì đây? Tem bạn đang phản công và 16.000 luôn. Không thể tin được, sát thương tem bạn gây ra khá là cao đối với mình. Nhưng HNT không thể chịu thua kém. Mình sử dụng rồng phù thủy và gây sát thương cao nhất, khiến cho cái con rồng khủng long tem bạn nó phải ngã xuống. Nhưng mà tem bạn lại không hề chịu thua, đưa ra một cái con rồng cấp L tuyệt chiêu, nó lại được đam luôn. Rồng phù thủy chúng ta vừa phải bị giăng dách về thành dưỡng sức luôn. Hiện tại thì Du Kinh Công ra phải buộc ra để cân tem các bạn à. Tem bạn còn một cái con rồng level 26 nữa. Trận này khá căng đây. HNT quyết định sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của cái con rồng vua Kinh Công. Và sát thương của Du Kinh Công gây ra sẽ là bao nhiêu? Wow, 19.000 các bạn à, 19.907 điểm luôn. Tem bạn buộc phải lên đường một bé. Và bây giờ hiện tại thì con rồng level 26 tem bạn đang xông ra và hổ báo quốc mình. Trận này thì HNT quyết định đưa cái con rồng xương của chúng ta ra để cho các bạn xem nào. Bây giờ thì rồng xương của chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu mặt trăng. Tấn công nào, chú rồng xương vừa bước tới và sử dụng cái hàm răng của mình để khe tem bạn. Tem bạn vừa mất 2.400 máu luôn. Tem bạn lại sử dụng tuyệt chiêu nước để tắm rửa cho cái con rồng xương của mình, vì nó thấy con rồng xương của mình khá là dơ luôn. Bây giờ thì buộc anh đại Du Kinh Công phải ra cân tem rồi. Sức sát thương của Du Kinh Công gây ra cho cái con rồng level 26 là bao nhiêu? 18.442 điểm, buộc chấm dứt ngay con rồng tem bạn. Victory, trận thắng đầu tiên nó thuộc về team HNT Channel các bạn à. Dường như những anh đại ngang tầm với mình thì không có ai có thể chiến đấu lại mình cả. Và đây là hiệp số 2. Action, đội hình team bạn sẽ như thế nào đây? Con rồng phù thủy của team bạn lên tới level 25 luôn các bạn à. Rất là căng. Nhưng mà HNT thì
không hề thua kém, mình quyết định đưa con rồng phù thủy tem mình ra để hốt tem bạn. Sát thương gây ra của con rồng phù thủy của mình khi được đam và tiệt chiêu nước sẽ là bao nhiêu đây? Wow, tắm rửa sạch sẽ luôn các bạn à. Con rồng này đã được tắm rửa tới mức mà không còn một giọt máu nào. Ồ, và bây giờ là hai con rồng phù thủy đấu với nhau. Máu rồng phù thủy tem bạn cao hơn máu của rồng phù thủy tem mình, nhưng mà HNT thì không thể nào chịu thua được. Tấn công nào, sát thương gây ra sẽ là 9.003. Tem bạn thì không hề chịu thua kém mình, vẫn sử dụng cái tuyệt chiêu đó. Wow, 10.000 luôn. Kinh quá các bạn ơi, chúng ta quýnh chỉ có 9.003, tại bạn quýnh mình tới 10.000 luôn. HNT không thể nào thua được, tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu. Wow, rồng phù thủy tem bạn vừa mất 7.009. Và bây giờ là tem bạn dường như vẫn chơi cái chiêu cũ là mình mất 10.000. Do máu level tem bạn có cao hơn của mình cho nên mình phải bị chấm dứt rồi. HNT quyết định đưa cái con rồng xương ra để bắt xê tem bạn cho vui. Và sử dụng tuyệt chiêu, ai tuyệt chiêu thì chiêu bình thường thôi nha. 1.500 các bạn à, con số khá là nhỏ bé luôn. Và bây giờ thì tem bạn nó tung ra cái tuyệt chiêu bàn tay ma thực ra hạ gục ngay cái con rồng xương của mình. Như vậy thì trận đấu rất là căng thẳng, và hiện tại thì tem bạn còn 2 và HTM á. Tem của HNT chỉ còn lại một em. HNT quyết định sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của Du Kinh Công. Đam sát thương là bao nhiêu đây? 37.044 điểm luôn, một con số khá là đẹp. Chấm dứt ngay con rồng level 25 tem bạn. Nhưng mà tem bạn vẫn còn một bé nữa. Cái con rồng mà này, tuyệt chiêu mình lại được đam nữa rồi. Coi như là em xác định với anh luôn. Nhưng mà anh vẫn thích sử dụng cái tuyệt chiêu quyền thoại của anh, đó là Cách Sơn Đã Ngu. Hiện tại thì tem bạn không còn con ngu nào cả, chỉ còn có một em đang ở đây thôi. 44.000, một con số máu quá cao. Tem bạn không đủ máu để cho mình trừ luôn. Và wow, chúng ta vừa được thưởng 3 viên game. Và bây giờ thì thoát ra vào lại cái nào. Let's go để thay đổi bản đồ mới. Và bây giờ chúng ta sẽ, wow, nguyên cái đội hình này chỉ toàn level 47 thôi, không thấy con nào level 48 cả. Và tiếp theo chúng ta sẽ đấu với đội hình như thế nào đây? Ba con huyền thoại level 26 các bạn à. Ba con này rất là mạnh luôn, không thể nào giỡn với nó được. Và HNT quyết định sử dụng rồng phù thủy và tuyệt chiêu là tuyệt chiêu nước. Sát thương gây ra sẽ là bao nhiêu? Mày hả bởi, mày mưa sấm chớp vừa tắm rửa sạch sẽ cho con rồng khủng long. Tem bạn vừa mất đi 17.000 máu nhưng mà không hề chịu thua. Tem bạn đang cố gắng gây sát thương cao nhất cho mình. 16.000, không thể tin được, sát thương rất là cao. HNT quyết định đẩy lên giường cái con rồng cấp huyền thoại tem bạn level 26. Và hiện tại tem bạn còn lại hai bé, đó là rồng Sitin và một cái con rồng siêu trâu. Rồng siêu trâu tem bạn đang cố gắng sẽ gây hàng tấn sát thương lên cái con rồng phù thủy tem mình. 9.500 buộc chấm dứt cái con rồng phù thủy tem mình. Hiện tại thì tem mình chỉ còn lại anh Đại Du Kinh Công và cái con rồng level 10. Cái trận này khá là khó đánh đây vì tem bạn sự hộ báo khá là cao. HNT quyết định sử dụng tuyệt chiêu Cách Sơn Đã Ngu để đập hai con này và xem con nào sẽ bị sát thương cao nhất đây. 24.000, quá tuyệt vời các bạn à. Tem bạn bây giờ thì dường như là con Du Kinh Công của chúng ta có thể cần được hai em này luôn rồi. Bây giờ chúng ta có thể sử dụng tuyệt chiêu Đinh Ốc để hốt cái con rồng siêu trâu này. Mày hả bởi, 15.000 sát thương luôn. Hàng tấn sát thương đang được dồn vào cái con siêu trâu. Siêu trâu bây giờ lại phản công với mình rồi, nhưng mà sát thương gây cho mình là không đáng kể. HNT quyết định sử dụng tuyệt chiêu Mặt Trăng để hốt tem bạn. Và hiện tại thì tem bạn đã bị chấm dứt với 16.000 sát thương. Hiện tại thì tem bạn phải đưa cái con thần mộc ra. Đây là cái con rồng huyền thoại và cấp này là cấp khá là căng. HNT quyết định đưa cái con rồng xương của chúng ta ra để bắt xê với cái con rồng này. Dù sao thì hôm nay cũng là cái ngày của cái con rồng xương cho nên là quyết định phải đưa chú ấy ra để khè tem bạn. Con rồng của chúng ta vừa sử dụng cái tuyệt chiêu và sát thương gây ra chỉ là 2.200 thôi các bạn à. Nhưng mà sát thương của cái con rồng thần mộc thì không hề đơn giản, nó đẩy lên tới 10.000 luôn vì nó level 26. HNT quyết định sử dụng tuyệt chiêu Mặt Trời để hạ gục ngay cái con rồng thần mộc Sitai. Mày hả bởi, 18.000 luôn. Tem bạn buộc phải ngã xuống rồi. Hôm nay khá là may mắn, chúng ta vừa đấu với ba con cấp huyền thoại level 26 mà vẫn giành chiến thắng các bạn à.
Và bây giờ chúng ta sẽ đấu với một cái cô nàng là một cái anh chàng gì đây, nhìn chụp hai người cho nên chả biết cái người này là một người hay hai. Và bây giờ thì dường như không có cái con cấp H nào cả. HNT khá là lợi thế trong cái trận này rồi. Rồng phù thủy sẽ phụ trách về sự giảm sát thương cho tem bạn, giảm máu tem bạn bằng cái tuyệt chiêu mặt trăng. Và xem nào, rồng phù thủy tấn công sát thương gây ra là 7.500. Nếu như mà 7.500 nhân 2 thì con này nó cũng gian dách. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu để hốt cái con này. Sử dụng tuyệt chiêu nước nha các bạn. Tắm rửa sạch sẽ cho cái con rồng điện. Điện thì dẫn nước và chúng ta đã hạ gục ngay con rồng điện của tem bạn với sát thương là 4.000, 8.400 các bạn à. Hiện tại thì tem bạn nó đưa tới cái con rồng băng và sát thương gây ra cho mình là 6.300. HNT không hề chịu thua kém và sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của rồng phù thủy. Một bàn tay ma thật vừa được bung ra và tem bạn mất hết 8.400 máu. Hiện tại thì tem bạn đang cố gắng chiến đấu với mình tới giọt máu cuối cùng. Cậu ấy đang rất là lầy và liều. Nhưng mà chúng ta thì sử dụng khá là khôn ngoan những cái tuyệt chiêu rất là bá đạo buộc tem bạn phải ngã xuống. Wow, và bây giờ tem bạn sẽ đưa một cái con ra nữa. Và chú này sử dụng tuyệt chiêu đất đối với mình luôn. Lên đường, chú rồng phù thủy của chúng ta đã bị dằn dắt rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đưa cái con rồng xương mới của mình ra để ghẹo chọc tem bạn luôn. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu mặt trăng để tấn công con rồng tem bạn. Sát thương gây ra sẽ là bao nhiêu? 2.000 các bạn à, sát thương quá yếu. Tem bạn còn tới 12.000, nếu như mà chúng ta tấn công thì ấy da, tem bạn nó dồn sát thương lên tới 12.000 đam. Quá kinh khủng. Nhưng mà HNT sẽ đưa cái con du kinh công ra. Đây, như cái chiêu huyền thoại các bạn đã biết thì cái tuyệt chiêu này gọi là cách sơn đã ngu. Xiên giáp nào, 20.000 luôn. Vậy là tem bạn chỉ có 14.000 máu, không đủ máu để cho HNT trừ luôn các bạn à. Victory. Wow, như các bạn đã thấy thì chúng ta có thể đấu thêm một trận nữa. Hốt cái cậu level 47 này luôn nào. Sát thương gây ra của chúng ta sẽ là bao nhiêu đây? Wow, đầu tiên thì trận này thì tem bạn được quánh trước luôn các bạn ơi. HNT thì muốn ức chế quá nên sự tốc độ nào. Trận này thì chúng ta có thể hạ gục liền và ngay lập tức luôn. Xuyên giáp cách sơn đã ngu. Em nào sẽ bị dính chưởng. Ấy da, cái em level cao nhất sẽ bị hút cái chiêu của mình. Chú đó đã ngã xuống đó. Ồ, cái cậu này không biết là cái cậu người nước nào, nhưng mà cái ngôn tình này thì HNT đọc không được luôn các bạn à. Đặt cái tên con rồng rất là bối rối. HNT sẽ đưa cái con rồng phù thủy ra để chơi cho vui. Vì cái con rồng phù thủy là cái con rồng mới cấp H của mình, đã được nhận từ cái cuộc đua lab, cho nên mình rất là yêu thích con này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng bàn tay ma thật nào. Wow, một luồng ánh sáng vừa được tạo ra và 10.000 sát thương nó thuộc về tem HNT Channel. Tem bạn không hề thua kém, đang sử dụng những cái con áp chủ bài như là gọi là cơ rô chuồng bích. Này là cái con rồng dạng như là bài các bạn. Hãy xem tuyệt chiêu của rồng phù thủy tem mình, đáp trả bằng 9.906 luôn. Hiện tại thì tem bạn chỉ còn là một em rồng thôi. Và cái em này sát thương cũng không hề cao, level chỉ có 24. Nhưng mà nó đang tấn công mình kìa, 10.000 máu vừa bị mất luôn. HNT quyết định đưa cái con rồng xương ra để ghẹo chọc cho vui. Con này thì ghẹo chọc cho vui chứ sát thương nó gây ra chắc cũng tầm khoảng 4.000 mấy, 5.000 là cùng. Tấn công nào, và đúng như dự đoán thì nó chỉ gây được sát thương là 4.000 thôi các bạn à. Tem bạn hiện tại vẫn còn 10.000 máu luôn và mình... Oh my god, nó đẩy có một phát, một là mình văn dách rồi, không tới cái nhát thứ hai luôn các bạn ơi. Nhưng mà rồng phù thủy của chúng ta đã vừa lên được một sao bạc rồi. Quá tuyệt vời đi, lượng máu chúng ta đã lên được tới 24.000 các bạn à. Tem bạn vừa lên đường với mình luôn. Victory. Và các bạn xem video đừng quên để lại một like và một chia sẻ video qua Facebook ủng hộ giúp mình nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy đăng ký liền và ngay lập tức luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.